Hi, xin chào mọi người. Đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân lại thêm một buổi chiều rất là vui vẻ với mẫu nhẫn dành cho quý bà, người yêu thương nhất mà các ông chồng. Thì Quân sẽ quay gần lại cho các bạn xem cái chiếc nhẫn này. Đây là viên đá chủ Zircon, có kích thước là 6 ly. Viên đá này được đính trên một chiếc nhẫn rất là đơn giản, chỉ có ổ chấu 6 ly và đai nhẫn mỏng manh, nhẹ nhàng. Đây có thể là một cái món quà vĩnh cửu và của ông chồng yêu thương dành cho người vợ yêu quý cả đời mình. Quân xin bật mí một chút về viên đá chủ này. Đây là một viên đá chủ Zircon. Một viên đá chủ Zircon 100% thiên nhiên. Và viên đá này đạt độ tinh khiết và thông quang gần sắp sửa trở thành kim cương. Mặc dù nó chỉ là một cái dòng đá bán quý thiên nhiên thôi, nhưng nó mang đầy đủ hết tất cả những cái đặc tính hiệu ứng của kim cương. Ví dụ như là ánh sáng 7 màu. Quý vị có thể xem thấy Quân quay không? Đó. Ở cái viên đá chủ này, màu sắc của nó tuy chưa hoàn hảo trở thành một màu trắng, nhưng mà hiệu ứng của nó là đã mang hoàn toàn đầy đủ của một viên đá kim cương. Nó rất là phù hợp với cái mẫu nhẫn 6 chấu này. Chúng ta cùng xem qua chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn rất đẹp và rất bình thường, rất là classic và rất là đơn giản. Thì ở cuối video Quân sẽ đính kèm với một cái bàn tay nụt nà của nữ. Thì các anh các chị sẽ có thể hình dung được thêm là viên đá này với chiếc nhẫn này nó phù hợp như thế nào trên một cái bàn tay người nữ xinh xinh. Rồi chúng ta quan sát kỹ nha. Thấy hiệu ứng không? Rất đẹp. Thì Quân giới thiệu sơ sơ như vậy và cũng xin thông tin một cái tin vui đến cho quý anh chị là việc mình đặt hàng một cái viên đá này cũng rất là rẻ và trong tầm túi tiền 1 triệu đồng thì đã có thể sở hữu được một món quà này để dành tặng cho chị, tặng cho người yêu, người vợ của mình. Mọi chi tiết á, thì hãy liên hệ Quân ở đầu số điện thoại kim luôn Zalo là 058 767 0767. Thì Quân sẽ tư vấn trực tiếp miễn phí và Quân nhận đặt hàng luôn. Chúng ta cùng quan sát một lần nữa. Thì cuối cái clip video này á, thì Quân sẽ đính kèm thêm một cái clip nhỏ quay riêng viên đá này và một vài tấm ảnh trên một bàn tay nụt nà cho quý vị xem ha. Rồi Quân xin chào, chúc mọi người một buổi chiều đầm ấm và hạnh phúc nha. Thank you.
Thank you.